thuộc thế hệ các bác sĩ gạo cội trong lĩnh vực y học cổ truyền. Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần, nguyên phó giám đốc chuyên môn kiêm trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là một trong những cái tên được hàng nghìn bệnh nhân nhớ đến. Bà không chỉ là người tâm huyết, tỉ mỉ, trách nhiệm trong công việc mà còn được biết đến là vị bác sĩ ân cần, gần gũi, thấu hiểu tâm tư người bệnh. Nổi tiếng với những phương pháp điều trị các bệnh da liễu, trong đó có nám da, tàn nhang, bác sĩ Nhuần trở thành cái tên quen thuộc khi mỗi bệnh nhân tìm đến chữa trị. Mới đây, diễn viên Lương Thu Trang cũng đã từng được bác sĩ chữa khỏi bệnh nám da tàn nhang của mình. Vào cuối tháng 11, bác sĩ Nhuần tiếp nhận bệnh nhân Thu Trang trong tình trạng nám đốm, tàn nhang hai bên má. Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị các bệnh nhân tương tự, bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, hỏi han, động viên bệnh nhân. Với những phân tích, nghiên cứu cụ thể, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán và phác đồ điều trị hết sức rõ ràng. Trước đây 3 tháng, thì khi Trang đến thì nhìn da Trang rất là xấu. Qua bắt mạch và soi da, cô thấy là Trang bị nhám hỗn hợp, nó gồm có nhám mảng và nhám chân sâu. Những nhám mảng với tàn nhang ấy thì nó dễ điều trị hơn. Còn nhám chân sâu vì nó ăn sâu ở lớp hạ bì cho nên là điều trị khó hơn. Thì cô cũng khuyên Trang là phải điều trị ngay, không nếu nó lan rộng thì rất là khó chữa. Mặc dù Trang đã đi điều trị ở một số nơi nhưng mà kết quả cũng đỡ rất ít và sau lại tái phát. Thế sau khi thăm khám xong thì các cô chẩn đoán là nhám hỗn hợp và tàn nhang. Thế và cô đã khuyên Trang dùng cái phác đồ điều trị ở Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam của các cô là bộ sản phẩm Vương Phi. Bộ sản phẩm Vương Phi này nó có cái ưu điểm là hoàn toàn chiết xuất bằng thảo dược thiên nhiên, hoàn toàn lành tính và an toàn, không có tác dụng phụ. Thế bộ sản phẩm của các cô thì nó gồm hai chế phẩm. Chế phẩm thứ nhất ấy là thảo dược Vương Phi uống, tức là viên ấy. Dùng phương pháp bào chế hiện tại, thuốc vẫn giữ được cái tính chất an toàn và hiệu quả. Bởi vì viên rất là dễ uống. Tác dụng đầu tiên của nó là cân bằng nội tiết tố nữ. Thế thì cái này nó là cân bằng. Khi mà cơ thể mình thiếu thì nó tự cân bằng, còn khi thừa nhiều thì tự hạn chế. Cái thứ hai tức là nó có tác dụng là bổ khí huyết, điều hòa khí huyết, tức là nó đưa khí huyết đi nuôi toàn cơ thể, nuôi da, thì da nó sẽ có làn da đẹp. Cái thứ ba là chống lão hóa. Cái thứ tư tức là nó là thanh trừ thải độc gan thận, tức là cơ thể trong mình có những cái gì nó sẽ thải ra ngoài. Chế phẩm thứ hai tức là tinh chất thảo dược của Vương Phi. Tác dụng của nó thì cái thứ nhất là trước hết là nó làm sạch mặt này, sạch da mặt này. Cái thứ hai là nó ức chế cái sản xuất của sắc tố melamin. Và cái này là yếu tố rất quan trọng để nó tạo thành nám. Thế và vấn đề nữa là nó làm cho mờ nám và tàn nhang. Và cái ưu điểm nữa là chống lão hóa da. Và điểm quan trọng nữa là làm mịn da, tức là xe khít lỗ chân lông. Cho nên là cái tinh chất bổ nó rất là tốt. Đối với các phương pháp điều trị bệnh da liễu tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần cho biết, với nguồn gốc là các thảo dược thiên nhiên, gần gũi với sức khỏe con người, các vị thuốc đông y trị bệnh da liễu nói riêng và điều trị bệnh nói chung có ưu điểm an toàn, lành tính, phù hợp với nhiều cơ địa, không gây phản ứng phụ. Đặc biệt, đông y cho thấy tác động toàn diện, không xâm lấn, bên cạnh trị bệnh tận gốc còn nâng cao sức đề kháng và thể trạng người bệnh vô cùng hiệu quả. Bác sĩ Nhuần cũng tâm sự, bà luôn trăn trở trong việc tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn, giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc đẩy lùi các bệnh về da liễu. Bên cạnh việc sử dụng nhiều thảo dược thiên nhiên, bác sĩ Nhuần cùng cộng sự còn áp dụng nhiều loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, được nhập khẩu từ các nhãn hàng tên tuổi trên thế giới, kết hợp với công nghệ chăm sóc da hiện đại tân tiến trong việc điều trị. Thành công của các liệu trình nám, tàn nhang, mụn trứng cá, mùi cơ thể, viêm nang lông cùng hàng loạt chương trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp là động lực để bà và đồng nghiệp nỗ lực hơn nữa, nghiên cứu đưa ra những giải pháp điều trị hiệu quả nhất. Và thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng tích cực điều trị, nữ diễn viên Lương Thu Trang gần như đã khỏi hoàn toàn về các vết nám trên mặt. Đây là niềm vui to lớn dành cho cô diễn viên sau bao nỗ lực điều trị nhiều phương pháp không khỏi. Thế nhưng, sau chuỗi hành trình điều trị nám của mình, cô lại ấn tượng sâu sắc nhất với con người đời thường và gần gũi của bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần. Sau 3 tháng tái khám thì Thu Trang cảm thấy rất là mừng
Khi mà nhận được kết quả của bác sĩ nói là làn da của mình đã được cải thiện đến 90%, nhân đây thì Thu Trang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nhuần. Cô không chỉ là một bác sĩ có tay nghề cao trong ngành đông y, mà biết được rằng là bác sĩ còn là một bác sĩ rất là giỏi trong các bệnh viện lớn. Không những thế, khi mà Thu Trang đến khám thì bác sĩ tư vấn và thăm khám rất là nhiệt tình. Thu Trang cảm thấy rất là hài lòng. Có thể nói đây là một sự may mắn cũng như là một cái duyên rất lớn của Thu Trang với Trung tâm Da Liễu Đông Y Việt Nam. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy để Thu Trang chăm sóc da với cơ sở vật chất thì khang trang và hiện đại. Các bác sĩ thăm khám thì rất là nhiệt tình, đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp và đặc biệt là quy trình thăm khám rất là nhanh gọn, Thu Trang cảm thấy rất là hài lòng. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là địa chỉ đáng tin cậy để Thu Trang sẽ giới thiệu đến với các chị em, bạn bè, đồng nghiệp đến để thăm khám và điều trị về nám và tàn nhang. Để được chữa trị nám, tàn nhang với bác sĩ giàu kinh nghiệm Nguyễn Thị Nhuần tại Trung tâm Da Liễu Đông Y Việt Nam cùng những bí quyết và sự tận tâm, các bạn có thể gọi điện đặt lịch theo số hotline dưới đây hoặc đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm. Tại Hà Nội, số 123 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại Hồ Chí Minh, số 48B, Đặng Dung, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Da Liễu Đông Y Việt Nam, đẹp từ gốc, tự nhiên và hoàn hảo.